Này chim tơ bụt mùa. Cái này còn lông non quá. Chim này bớt quá. Này bớt quá. Đây, chim này ăn mùa cái nè, chim này ăn mùa bấm lên lông còn hai lông dữ lắm, bữa là mới dễ xìu nãy căng dữ lắm anh ơi, hai lông mà căng ghê luôn. Nhưng con này là bao này là xiềng bò dữ lắm, xiềng bò dữ lắm, xiềng này nè gì, con này cũng di chuyển nha, bo một vòng nhìn nhầm quy nè, cũng khá đẹp, cũng tương đối đầu tròn. Chim tơ đang mồi anh em. Chim này đứng lông là đi quýnh phà phà liền anh em ơi. Chim này cho da chạm được rồi. Tại hai lông mình không có dám cho đá nè, lông nó dễ đá trúng lông non nó đào hốn dễ chạy lắm nên không có ấy nha. Chừng nè, chừng móng quéo nè. Chừng móng cua đó, móng cua móng rồng gì đó. Anh em nào cần thì cứ alo. Này giá chim mùa giá dễ chơi anh em. Chim mùa cũng như chim mấy tháng rồi. Bài cũng phóng rước nha. Kèm thưa.